Ngân ơi, mở cửa đi Ngân ơi. Ngân, mở cửa đi mà. Ngân, Ngân ơi, Ngân, mở cửa đi Ngân. Ngân, là chú đây. Mở cửa cho chú đi mà. Sao giờ này chú lại tới đây? Mở cửa cho chú đi. Chú phải làm gì bây giờ hả Ngân? Chú phải làm sao đây? Chú đi về đi. Khi nào mà chú tỉnh táo á thì mình nói chuyện sao? Không, chú không biết đâu hết. Chú không biết đâu hết. Chú ấy sao lại uống ra nông nỗi này? Có phải mình đã quá đáng? Chú xin lỗi. Chú xin lỗi con. Đáng lý ra chú không để cho con đi. Chú đã không can đảm bảo vệ tình cảm này. Chú xin lỗi mà Ngân ơi. Chuyện qua hết rồi, chú nhắc lại làm gì nữa? Với lại bây giờ bên cạnh chú đã có cô Thiên Ý. Đêm hôm vậy chú tới nhà con không hay đâu. Chú về đi. Chú biết chú không đúng với Thiên Ý. Chú làm vậy là chú có lỗi. Nhưng chú không lẽ lừa dối tình cảm của bản thân mình được. Bây giờ chú phải làm sao đây Ngân ơi? Bây giờ chú phải làm sao đây Ngân? Chú hãy quên tôi đi. Quên hết tất cả mọi chuyện trước đây đi. Mở cửa cho chú đi Ngân ơi, mở cửa cho chú đi. Ngân ơi, mở cửa cho chú đi mà. Mở cửa. Mở cửa cho chú đi. Mở cửa chú đi mở Ngân. Mở